Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Bài thứ tư, điều trị can thận hư tổn. Triệu chứng: cholesterol trong máu cao, đầu váng, hoa mắt, cử động thì hụt hơi, lưng đau, chân yếu, mắt mờ, tai ù, tai kêu, mất ngủ hay mơ, trí nhớ giảm, lưỡi hơi đỏ, mạch huyền tế. Dùng bài kỳ cúc địa hoàng hoàn gia giảm. Tác giả là Đồng Tây Viên. Chủ trị: tư thận âm, dưỡng huyết, nhu can ích thận, giáng chỉ, tức hạ mỡ cholesterol, trị thận suy, đầu váng, mắt hoa, thị lực giảm, huyết áp cao. Gồm câu kỳ tử: cúc hoa, thục địa, sơn dược, sơn thủ du, đơn bì, bạch phục linh, trạch tả, tán bột làm hoàn, ngày uống từ 8 đến 16 gram. Bài thứ 5, điều trị huyết ứ ngăn trở. Triệu chứng: cholesterol máu cao, ngực đau lan ra sau lưng, phiền muộn, đầu váng, đầu đau, đau không di chuyển chân tay và cơ thể tê dại, lưỡi đỏ tím hoặc có vết ứ huyết, mạch tế sát. Dùng bài huyết phù trục ứ thang gia giảm. Tác giả: Vương Thanh Nhậm. Chủ trị: hoạt huyết khử ứ, lý khí, chỉ thống, giáng chỉ, hạ mỡ cholesterol, trị ứ huyết nội trở, uất lâu sinh nhiệt, nhiệt tà làm tổn thương kinh mạch, huyết đi không đúng đường, tràn ra gây xuất huyết bên trong, đau đầu mạn tính, ngực đau, động mạch vành bị tắc, nội nhiệt phiền táo, hồi hộp, mất ngủ, sốt về chiều, thổ huyết. Gồm đương quy, đào nhân, chỉ sát, sài hồ, cát cánh, xuyên ngưu tất, sinh địa hoàng, hồng hoa, xích hợp, xuyên khung, cam thảo, sắc uống. Kiêng kỵ nếu không có uất nhiệt, huyết ứ thì không dùng. Phụ nữ có thai, đang hành kinh, không dùng. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.